Kính chào quý vị và các bạn đang đến với lịch trực tiếp các trận đấu của World Cup bóng đá nữ 2023. Cụ thể được diễn ra trong ngày 1 tháng 8. Bên cạnh đó là cung cấp nơi xem, link xem trực tiếp trận đấu này. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Trong ngày 1 tháng 8 này thì chúng ta sẽ có 4 trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng bảng của vòng chung kết World Cup 2023. Vào lúc 14 giờ tức 2 giờ chiều sẽ đồng hành diễn ra hai cặp đấu nằm trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng E. Đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Mỹ. Trong khi đó thì các cô gái đến từ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải chạm trán với đương kim Á quân đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan. Cục diện của bảng E tính đến thời điểm hiện tại như sau: đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Hà Lan đều có chung 4 điểm. Tuy nhiên, đội tuyển Mỹ xếp trên nhờ về hệ số bàn thắng bại. Bồ Đào Nha có 3 điểm, vẫn còn cơ hội đi tiếp ở lượt đấu cuối cùng này. Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm số nào sau 2 lượt trận, chưa ghi được bàn thắng nào, tạm nằm ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Vào cung giờ 18 giờ sẽ đồng hành diễn ra hai cặp đấu. Đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Anh, trong khi đó thì Đan Mạch sẽ chạm trán với đội tuyển nữ Haiti. Ở bảng đấu này thì đại diện đến từ châu Á vẫn còn nguyên cơ hội ở lượt đấu cuối cùng. Tuy nhiên, đối thủ mà họ phải gặp phải ở lượt đấu cuối cùng lại là một đối thủ cực mạnh, đó chính là đội tuyển nữ Anh. Hiện tại thì đội tuyển nữ Anh đã có được 6 điểm, tạm thời dẫn đầu. Đan Mạch và Trung Quốc đều có được 3 điểm và chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3. Đứng ở cuối cùng và chắc suất bị loại đó chính là đội tuyển nữ Haiti. Nói một chút liên quan đến nhận định trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan. Mục tiêu trong trận đấu này đó chính là việc đội tuyển nữ Hà Lan sẽ có chọn được 3 điểm để đoạt vé chơi vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Trong khi đó thì mục tiêu khả dĩ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là ghi được một bàn thắng và hạn chế tối đa bàn thua. Tờ Spotlight đã nhận định rằng đội tuyển nữ Hà Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều và sẽ dễ dàng đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam. Đồng thời, tờ báo này cũng cho rằng đội bóng xứ sở Hoa Tulip sẽ nỗ lực giành chiến thắng đậm để chiếm ngôi đầu bảng nhằm tránh đụng độ với một đội bóng nhất bảng G tại vòng 1/8. Hiện tại thì đội tuyển nữ Thụy Điển đang dẫn đầu bảng G sau 2 trận toàn thắng, hơn đội tuyển nữ Italia 3 điểm. Tương tự thì tờ Fox Sports cũng đánh giá đội tuyển nữ Hà Lan cao hơn rất nhiều so với đội tuyển nữ Việt Nam. Theo CNN, đội tuyển nữ Hà Lan sẽ đánh bại được đội tuyển nữ Việt Nam để tự định đoạt số phận của mình, mà không cần bận tâm đến màn đỏ sức giữa đội tuyển nữ Mỹ và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Với sức mạnh của mình, thầy vợt chọi huấn luyện viên Andres Jorger đủ khả năng để giành một chiến thắng đậm nếu như tận dụng tốt cơ hội của mình. Như vậy là quý vị và các bạn có thể thấy được, hàng loạt những tờ báo của châu Á cũng như là thế giới đang nghiêng mình về đội tuyển nữ Hà Lan. Cũng chính vì thế mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu như muốn chọc thủng lưới đội tuyển nữ Hà Lan trong trận đấu này. Được biết, trận đấu này sẽ được trực tiếp tại nền tảng TV 360 của đơn vị Viettel, kênh bài của Đài Truyền hình Quốc hội. Ngoài ra thì còn phát sóng trực tiếp ở một số nền tảng khác. Quý vị và các bạn nhớ là hãy chú ý theo dõi, nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!